Tổng thống Biden xếp hàng bỏ phiếu sớm ở quê nhà Delaware. Thùng phiếu ở Mỹ bốc cháy, bà Harris gia tăng cách biệt với ông Trump. Liệu kịch bản bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 có lặp lại Xin kính chào quý vị đến với những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình thế giới trên kênh của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Chỉ còn ít ngày nữa là đến thời điểm bầu cử Mỹ, tổng thống Joe Biden mới đây đã xếp hàng cùng hơn 100 người bỏ phiếu sớm tại Delaware và bỏ phiếu cho phó tổng thống Kamala Harris. Chỉ 3 tháng trước, ông vẫn nghĩ rằng sẽ bỏ phiếu cho chính mình. Khi được hỏi liệu đây có phải là cảm giác ngọt ngào lẫn đắng cay không, ông Biden trả lời: "Không, chỉ là cảm giác ngọt ngào thôi." Bên ngoài địa điểm bỏ phiếu tại Newcastle, trong khu vực bỏ phiếu gần quê hương Wilmington của ông, Tổng thống Biden chào đón những người bỏ phiếu lần đầu, chụp ảnh và đẩy xe lăn của một cử tri trong khi họ chờ đến lượt mình. Quy định rời bỏ cuộc đua Tổng thống được ông Biden đưa ra vào ngày 21 tháng 7 sau áp lực nặng nề từ các nhà lãnh đạo đảng trong mối lo ngại rằng đương kim Tổng thống 81 tuổi đã quá lớn tuổi để giành chiến thắng và tiếp tục đảm nhận vị trí thêm 4 năm nữa. Ông Biden... Người từng là phó tổng thống dưới chính quyền tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, Barack Obama, hiện kêu gọi Đảng Dân chủ đoàn kết ủng hộ cho một ứng viên mà nếu chiến thắng vào ngày mùng 5 tháng 11 sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên, cũng là người da màu và gốc Nam Á được bầu làm tổng thống Mỹ. Hơn 20 triệu người Mỹ bỏ phiếu sớm trực tiếp trong cuộc bầu cử tổng thống căng thẳng. Ông Biden bỏ phiếu cho bà Harris khi bà đang đến vùng Trung Tây để tham gia một cuộc vận động tranh cử. Ông Biden tỏ ra rất tự tin khi quảng bá những thành tựu của chính quyền tại Pittsburgh và tập hợp sự ủng hộ cho bà Harris tại một tiểu bang chiến trường quan trọng. Ông nói, chúng ta sẽ giành chiến thắng tại Pennsylvania, giơ tay lên không chung trước hàng chục tình nguyện viên tổng đài điện thoại tại Hội đồng Lao động quận Allegheny. Ông cũng xuất hiện cùng thượng nghị sĩ John Fetterman, đảng viên dân chủ của Pennsylvania và phát pizza từ một nhà hàng địa phương để cảm ơn các tình nguyện viên. Bốn năm trước, ông Biden có vợ là Jill Biden bên cạnh khi ông bỏ phiếu cho chính mình. Đệ nhất phu nhân không có mặt ở Delaware lần này để bỏ phiếu cùng chồng. Bà đang tham dự các sự kiện chính trị liên tiếp ở Michigan và Wisconsin, vận động cho người kế nhiệm chồng bà trong đảng Dân Chủ. Vừa qua, một thùng phiếu dành cho cử tri bỏ phiếu vắng mặt tại Portland, bang Oregon, bốc khói sau khi một thiết bị gây cháy được kích hoạt. Nhờ có hệ thống dập lửa tự động trong thùng và nhân viên an ninh gần đấy kịp thời phản ứng, chỉ có 3 phiếu bị hư hại. Một vụ cháy tương tự xảy ra vài giờ sau đó tại thành phố Vancouver thuộc bang Washington, Tây Bắc Mỹ. Hệ thống dập lửa tự động lần này đã không hoạt động hiệu quả và hàng trăm phiếu bầu trong thùng bị hủy hoại. Các nhà chức trách, bao gồm cả cục điều tra Liên bang Mỹ FBI, lập tức vào cuộc điều tra sau khi hai vụ cháy đã khiến hàng trăm lá phiếu bị cháy rụi hoàn toàn. Bỏ phiếu vắng mặt qua thùng phiếu dropbox là hình thức dành cho những cử tri không thể trực tiếp đến điểm bầu cử sớm không thể bỏ phiếu trong ngày bầu cử toàn quốc hoặc không muốn gửi phiếu bầu qua đường bưu điện. Họ có thể yêu cầu cơ quan bầu cử địa phương cấp phiếu bầu vắng mặt, sau đó mang đến thùng phiếu được chỉ định. Cơ quan bầu cử không cử người túc trực tại thùng phiếu mà chỉ cho nhân viên đi gom phiếu định kỳ. Hình thức bầu cử này đang vấp phải chỉ trích về nguy cơ gian lận, chủ yếu từ Đảng Cộng Hòa trong những nhóm lan truyền thuyết âm mưu cực hữu. Trành cãi tăng vọt sau khi cựu Tổng thống Donald Trump nhiều lần cáo buộc cuộc bầu cử năm 2020 có gian lận về phiếu bầu, dù không có bằng chứng nào cho thấy điều đó. Trong 4 năm qua, 6 bang đã cấm hình thức đặt thùng phiếu cho cử tri đến bỏ phiếu vắng mặt, gồm Arkansas, Mississippi, Missouri, Bắc Carolina, Nam Carolina và Nam Dakota. Một số bang đã hạn chế hình thức này, chỉ cho phép mỗi hạt đặt một thùng phiếu hoặc cần có lý do đặc biệt để áp dụng, điển hình là Ohio và Iowa. Phe Dân Chủ cho rằng những động thái này đi ngược lại tinh thần khuyến khích thêm cử tri tham gia bầu cử. Washington và Oregon là hai bang vẫn áp dụng phổ biến cả hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện và bỏ phiếu vắng mặt tại thùng phiếu. Ở diễn biến khác, Phó tổng thống Harris đã dẫn trước cựu tổng thống Trump 4 điểm phần trăm trong khảo sát toàn quốc, tăng cách biệt so với mức 2 điểm phần trăm hồi giữa tháng. Theo kết quả khảo sát toàn quốc của ABC News Ipsos được công bố ngày 27 tháng 10, Phó tổng thống Kamala Harris giành được 51% và ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump giành được 47% tỷ lệ ủng hộ ở nhóm cử tri nhiều khả năng bỏ phiếu. Đây là bước tiến so với khảo sát hôm 13 tháng 10 khi bà Harris dẫn trước ông Trump 2 điểm, lần lượt là 50% và 48%. Ở nhóm cử tri đã đăng ký, bà Harris dẫn trước ông Trump với cách biệt nhỏ hơn, lần lượt là 49% và 47% trong khảo sát ngày 27 tháng 10. Ở cử tri độc lập, nhóm mà Tổng thống Joe Biden đã giành chiến thắng với cách biệt 13 điểm phần trăm hồi năm 2020. Bà Harris đã dẫn trước ông Trump một điểm, tỷ lệ 48% và 47%. Ở nhóm cử tri nữ, nhiều khả năng đi bỏ phiếu. Bà Harris dẫn trước ông Trump 14 điểm, 56% và 42%. Ở nhóm cử tri nam, nhiều khả năng đi bầu. Ông Trump dẫn trước 6 điểm, tỷ lệ 51% và 45%. Bà Harris dẫn trước ông Trump 83 điểm ở nhóm cử tri da màu nhiều khả năng bỏ phiếu, 90% so với 7% và 30 điểm ở cử tri gốc Mỹ Latin, 64% so với 34%. Ông Trump dẫn trước 11 điểm ở nhóm cử tri da trắng, lần lượt 54% và 43%. Hiện nhiều cử tri Mỹ lo ngại về tương lai chia rẽ và bất ổn đang chờ đợi họ, bất kể ông Trump hay bà Harris đắc cử tổng thống. Theo dữ liệu của dự án Election Lab của Đại học Florida Mỹ tính đến hôm qua đã có gần 42 triệu cử tri bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử tổng thống năm nay, trong khi ngày bầu cử chính thức đang đến gần. Hai ứng viên Donald Trump và Kamala Harris đang trình bày những thông điệp chính nhằm thuyết phục những cử tri chưa quyết định. Trong ngày 29 tháng 10, bà Harris sẽ có cuộc vận động quan trọng tại công viên Ellipse ở Washington DC, nơi mà vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, ông Trump có bài phát biểu trước khi người biểu tình xông vào tòa nhà quốc hội để cản trở việc phê chuẩn chiến thắng của ông Joe Biden. NBC News dẫn lời các trợ lý của bà Harris cho hay phó tổng thống sẽ tập trung vào việc miêu tả ông Trump là mối đe dọa cho nền dân chủ, đồng thời nêu bật tầm nhìn và kế hoạch trong nhiệm kỳ tương lai của bà. Kết quả của những cuộc khảo sát gần đây do nhiều phương tiện truyền thông lớn của Mỹ và các tổ chức thăm dò dư luận thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris trên phạm vi toàn quốc nhỉnh hơn ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump từ 2 đến 3 điểm phần trăm. Nhưng tại 7 bang giao động quan trọng thực sự quyết định kết quả, cả hai ứng cử viên vẫn trong thế bất phân thắng bại và kết quả cuối cùng được dự báo sẽ rất siết sao. Cuộc đua vào Nhà Trắng càng trở nên gay cấn hơn khi cuộc thăm dò gần đây nhất do CNN thực hiện cho thấy cả hai ứng cử viên đều đạt tỷ lệ ủng hộ ngang bằng nhau ở mức 47%, phản ánh một cuộc cạnh tranh siết sao và khốc liệt. Kết quả thăm dò của CNN nêu rõ tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng cử viên gần như không thay đổi trong suốt chiến dịch. Trước đó vào tháng 9 vừa qua, bà Harris được 48% cử tri tiềm năng ủng hộ, trong khi ông Trump ở mức 47%. Cuộc thăm dò mới nhất cũng chỉ ra rằng phần lớn cử tri, 85%, đã xác định ứng cử viên mà họ sẽ ủng hộ từ đầu chiến dịch và chỉ có 15% cử tri thay đổi quyết định trong quá trình diễn ra. Điều này cho thấy sự ổn định trong lựa chọn của các cử tri Mỹ, khi chỉ còn 2% vẫn chưa đưa ra quyết định và 9% cho biết có thể thay đổi lựa chọn trước khi bỏ phiếu. Chỉ còn 10 ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Các quan chức nước này đang chuẩn bị đối phó với khả năng xảy ra các mối đe dọa và bạo lực đối với nhân viên làm việc tại các điểm bỏ phiếu. Cả nước Mỹ đều sẵn sàng cho một kỳ bầu cử đang gần kề. Năm 2020, đến tận nửa đêm của ngày bầu cử, mùng 3 tháng 11, kết quả cuối cùng của cuộc đua giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden vẫn còn chưa ngã ngũ. Kết quả tại 8 bang chủ chốt gồm Arizona, Bắc Carolina, Nevada, Wisconsin, Michigan, Maine, Georgia và Pennsylvania vẫn chưa được phân định rõ ràng. Kết quả ban đầu cho thấy ông Trump dường như dẫn trước, nhưng những ngày sau đó là màn rượt đuổi vô cùng kịch tính. Kết quả thay đổi từng giờ. Tại bang chiến địa Georgia, cho đến tận sáng sớm ngày 6 tháng 11, kết quả kiểm phiếu mới bắt đầu cho thấy ông Biden dẫn trước. Lúc này, ảo ảnh đỏ bắt đầu bị sóng xanh xóa nhòa. Cuộc đua tranh vào Nhà Trắng chỉ chính thức ngang ngũ khi Ủy ban bầu cử chứng nhận kết quả bầu cử. Hạn chót cho việc chứng nhận kết quả bầu cử có thể thay đổi tùy theo từng bang nhưng hầu hết sẽ là vào ngày 11 hoặc 12, bao gồm cả việc kiểm lại phiếu nếu cần thiết và giải quyết những tranh cãi liên quan đến số phiếu bầu cho các ứng viên tổng thống. Có một vài dấu hiệu cho thấy năm nay, một số bang chiến trường sẽ có kết quả bầu cử sớm hơn. Tại Georgia, luật bầu cử mới đã tạo điều kiện cho nhiều cử tri đi bỏ phiếu sớm theo hình thức trực tiếp thay vì qua thư. Điều này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình kiểm phiếu tại các địa điểm bỏ phiếu. Trong khi đó, Bắc Carolina không còn chấp nhận phiếu bầu qua thư nếu chúng đến nơi sau ngày bầu cử, năm nay là ngày 5 tháng 11. Tại một số bang khác như hai bang chiến trường Pennsylvania và Wisconsin, các quan chức bầu cử không được xử lý bất cứ phiếu bầu nào trước ngày bầu cử. Tuy nhiên, việc kiểm phiếu vẫn có thể diễn ra nhanh hơn do số điểm bỏ phiếu năm nay ít hơn so với thời điểm năm 2020 khi dịch COVID-19 đang hoành hành tại Mỹ. Tại Michigan, việc xử lý các phiếu bầu tại các điểm bỏ phiếu sớm có thể diễn ra trước ngày bầu cử chính thức quan chức phụ trách bầu cử bang này. Jocelyn Benson cho biết bà hy vọng sẽ có được kết quả cuối cùng vào cuối ngày mùng 6 tháng 11, tức là ngày sau ngày bầu cử. Nếu cuộc bầu cử tổng thống năm nay quá xịt sao, có thể sẽ vẫn mất nhiều ngày mới có kết quả cuối cùng. Cuộc đua năm nay cực kỳ căng thẳng, với chiến thắng nằm trong tầm mắt của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump hoặc ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris. Kết quả của những cuộc khảo sát gần đây do phương tiện truyền thông lớn của Mỹ và các tổ chức thăm dò dư luận thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris trên phạm vi toàn quốc nhìn hơn ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump từ 2 đến 3 điểm phần trăm. Tuy nhiên, tại bảy bang giao động quan trọng thực sự quyết định kết quả, cả hai ứng cử viên vẫn trong thế bất phân thắng bại và kết quả cuối cùng được dự báo sẽ rất xích sao. Bảy tiểu bang giao động là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin có khả năng sẽ là những tiểu bang quyết định ai sẽ giành được nhiệm kỳ tại Nhà Trắng và người sáng lập FIP38, Nate Silver, đã dự đoán rằng ông Trump có thể giành chiến thắng ở tất cả các tiểu bang này. Tính đến ngày 28 tháng 10, công ty tổng hợp thăm dò FIP38 cho biết ông Trump đang dẫn trước với 48,7% so với 46,8% của bà Harris và ba cuộc thăm dò mới nhất cũng cho thấy ông Trump đang dẫn đầu. Tương tự như vậy, Chanfaga Group, một công ty tư vấn chính trị, nhận thấy ông Trump có 48% sự ủng hộ và bà Harris có 46% trong số 1.094 người được hỏi trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10. Cuộc khảo sát có biên độ sai số là 2,9%. Ông Trump cũng có được lợi thế dẫn trước hai điểm, 48% so với 46% trong cuộc thăm dò do Redfield và Winton Strategist thực hiện hợp tác với The Telegraph Công ty nghiên cứu và thị trường có trụ sở tại Anh đã thăm dò ý kiến của 7.362 cử tri tại các tiểu bang giao động trên cả 7 tiểu bang giao động từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10. Redfield and Winton Strategic không phủ nhận sai số của mình, nhưng cho biết ở mọi tiểu bang được thăm dò, các ứng cử viên đều ngang nhau hoặc lợi thế dẫn trước của ông Trump hoặc bà Harris nằm trong sai số. Maris Kalik, nơi đã tiến hành cuộc khảo sát mới nhất của mình vào đầu tháng này, từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 10, cũng cho thấy ông Trump dẫn đầu, nhưng với biên độ 1 điểm, 50% so với 49%, khoảng 1.193 người đã được hỏi và biên độ sai số là cộng trừ 3,7 điểm phần trăm. Cả hai ứng cử viên đều có được sự dẫn trước đáng kể trong suốt cuộc bầu cử này, sau khi bà Harris thu hẹp khoảng cách đáng kể giữa ông Trump và cựu ứng cử viên đảng Dân Chủ là Tổng thống Joe Biden. Giáo sư khoa học chính trị D. Stephen Voss của Đại học Kentucky nói với Newsweek rằng, kết quả thăm dò sẽ dao động đôi chút từ bây giờ cho đến ngày bầu cử. Khi chỉ còn chưa đến 10 ngày cuộc tổng tuyển cử tại Mỹ sẽ chính thức diễn ra, các ứng cử viên tổng thống Mỹ tiếp tục mở rộng các cuộc vận động sự ủng hộ trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ giữa hai bên vẫn bám đuổi sát nút. Theo thăm dò công bố hồi giữa tháng 10 của Wall Street Journal, cử tri ở bảy bang chiến trường đánh giá ông Trump có khả năng điều hành các vấn đề kinh tế và biên giới tốt hơn bà Harris thăm dò cho thấy bà Harris dẫn với khoảng cách mong manh ở Arizona, Michigan, Wisconsin và Georgia. Trong khi đó liên quan đến cuộc bầu cử ở Georgia vừa qua, người phát ngôn điện Kremlin ông Dmitry Peskov lên tiếng bác bỏ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tại đây. Trong đó, đảng cầm quyền giấc mơ Georgia giành chiến thắng với gần 54% số phiếu bầu. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, khi được hỏi về những tuyên bố của Tổng thống Georgia, Salome Chúng tôi kịch liệt bác bỏ những cáo buộc này, không có sự can thiệp nào cả. Những cáo buộc này hoàn toàn vô căn cứ. Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm, có những nỗ lực nhằm làm mất ổn định tình hình ở nước Cộng hòa này, áo chỉ đến những bình luận của Tổng thống Georgia. Ngoài ra, ông Peskov cáo buộc các quốc gia liên minh châu Âu EU đang cố gắng can thiệp vào cuộc bỏ phiếu ở Georgia. Ông Peskov nhấn mạnh, có những nỗ lực can thiệp nhưng không phải từ phía Nga. Được biết, Đảng Cầm Quyền giấc mơ Georgia đang phải đối mặt với sự liên minh chưa từng có của bốn lực lượng đối lập thân phương Tây. Những lực lượng đã cam kết thành lập một chính phủ liên minh để lật đổ Đảng Cầm Quyền và đưa Georgia trở lại con đường gia nhập EU. Mặc dù Georgia đã đạt được tư cách ứng cử viên EU vào tháng 12 năm ngoái, nhưng EU đã đình chỉ tiến trình này do sự thoái trả dân chủ và việc thông qua luật đặc vụ nước ngoài nhằm vào các tổ chức nhận tài trợ từ phương Tây. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các ứng cử viên tổng thống Mỹ hiện nay đang diễn ra hết sức kịch cao, theo một cuộc thăm dò của script News Ipsos công bố, gần 75% người Mỹ lo ngại về nguy cơ xảy ra bạo lực sau bầu cử và hầu hết cho rằng nên triển khai quân đội nếu tình huống trên xảy ra.